Gì vậy? Ôi, cái... sao vậy? Trời đất ơi, sao mà hai bên sao vậy, không thấy ồn ào hả? Trời ơi, chị dạ. Đang vui mà chị. Tụi em đang hát karaoke, tụi em thi. Không ai cấm cái chuyện thi, mà cũng không ai cấm cái chuyện hát. Chỉ có một cái gì nè, hát quá lớn và hát quá dở. Rồi để thêm mở nguyên cái cửa này nè. Từ nãy giờ ai người ta chạy ngang ta cũng nhìn vô hết. Chị dạ, chị dạ. Tại sao chị đã làm tổn thương tụi em? Tổn thương gì? Tại sao mà chị nói tạt vô mặt tụi em? Tụi em có hát dở là chuyện của tụi em. Ít ra chị cũng phải động viên mấy cưng ơi, mấy cưng hát thì đóng cửa lại chứ thôi ồn chung quanh người ta mấy em. Sao chị nói là lòng dạ chị độc ác gì chị dạ? Qua cái chuyện hát dở hát hay không có ảnh hưởng gì tới chị hết. Đó, chị không ảnh hưởng gì tới chị hết, đúng. Lúc nãy chị nói tụi em nói quá lời như thế. Quá lời, quá đáng, quá lời. Rồi, nó lộn, em nói lại. Lúc nãy chị nói quá đáng, tụi em đang hát hay như vậy. Dân người ta phản ảnh kìa. Còn đâu, nãy giờ em có thấy ai phản ảnh đâu. Ừ thì em lo em hát lớn làm sao em thấy được. Người ta phản ảnh đó. Cô phản ảnh. Cô làm như vậy là cô hôi chơi không có đẹp rồi. Con phải lên TikTok con bóc phốt cô mới được. Ủa, bóc phốt rồi đi. Ủa? Cái ông bụng ông bụng bự tổ dân phố hốt cái loa kẹo kéo lên trên phường nè cô, phải không cô? Mới hồi sáng này nguyên gia đình luôn ngoài công viên luôn. Thôi sao mà vô duyên vậy trời ơi. Ta đã nói rằng không sợ địch mạnh mà sợ đồng đội ngu. Giờ anh muốn hát bài gì nè? Bài gì cũng được đó. Về để em chọn nha. Em cứ chọn đi. Hay mình hát bài Nối Lại Tình Xưa nha anh. Sau đây mời quý vị nghe chúng tôi hát bài Nối Lại Tình Xưa. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng trái tim, phải nắng cô buồn xưa, chẳng chỉ em hôm nay, cứ gần vài lần em vẫn lâu lùng. Quá liền á. Thôi kệ hai người đó đi cô. Ủa, hay là cô đi hát chúng con đi. Thôi, cô hát solo. Trời ơi, cô hát solo một mình rất là mạo hiểm. Giải thưởng rất là lớn nha. Mình mới hát có đồng đội với nhau, mình nâng đỡ nhau, mình mới tỏa sáng được. Thì không? Dạ thiệt. Nguy hiểm lắm hả, nếu hát mình hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cô sợ lắm. Cô sợ cái gu của cô á, nó hơi trội với cái lứa tuổi một chút. Cô thích thể loại nào con chiều cô hết. Rồi mít. Rồi rất. Trời ơi, vậy là đúng gu của con rồi. Con mắc bệnh vậy, con quên sao? Đi hát thử con coi được không? Con hát con nghe một bài nha. Đứng lên. Đứng lên. Nhưng thật cay đắng khi biết là mình là một người đến sau. Biết em đang còn người ở gần bên, nhưng em sẽ bên cô ngay bây giờ. Trời đất ơi. Tắt liền cái loa. Trời đất ơi. Sao vậy? Trời đất ơi, sao mà hai bên sao vậy, không thấy ồn ào hả? Trời ơi, chị dạ. Đang vui mà chị. Tụi em đang hát karaoke, tụi em thi. Không ai cấm cái chuyện thi, mà cũng không ai cấm cái chuyện hát. Chỉ có một cái gì nè, hát quá lớn và hát quá dở. Rồi để thêm mở nguyên cái cửa này nè. Từ nãy giờ ai ta chạy ngang ta cũng nhìn vô hết. Chị dạ, chị dạ. Tại sao chị đã làm tổn thương tụi em? Tổn thương gì? Tại sao mà chị nói tạt vô mặt tụi em? Tụi em có hát dở là chuyện của tụi em. Ít ra chị cũng phải động viên mấy cưng ơi, mấy cưng hát thì đóng cửa lại chứ thôi ồn chung quanh người ta mấy em. Sao chị nói là lòng dạ chị độc ác gì chị dạ? Qua cái chuyện hát dở hát hay không có ảnh hưởng gì tới chị hết. Đó, chị
không ảnh hưởng gì tới chị hết. Đúng. Lúc nãy chị nói tụi em nói quá lời đi. Cái gì quá lời? Quá đáng quá lời cái gì? Rồi, nó lộn, em nói lại. Lúc nãy chị nói quá đáng. Tụi em đang hát hay như vậy. Dân người ta phản ảnh kìa. Còn đâu, nãy giờ em có thấy ai phản ảnh đâu. Ừ thì em lo em hát lớn này sao em thấy được. Người ta phản ảnh đó. Cô, cô làm như vậy là cô hô chơi không có đẹp rồi. Con phải lên TikTok con bóc phốt cô mới được. Bóc phốt rồi đi. Ủa? Cái ông bụng ông bụng bự tổ dân phố hốt cái loa kẹo kéo lên trên phường nè cô phải không cô? Mới hồi sáng này nguyên gia đình luôn ngoài công viên luôn. Thôi sao mà vô duyên vậy trời ơi. Ta đã nói rằng không sợ địch mạnh mà sợ đồng đội ngu. Nó ngu quá mày thế nào tao nhớ chị vậy. Xí cho em có ý kiến. Em thấy nãy giờ chị dạ nói đúng á, tụi mình ồn ào quá đi à. Rồi xong thì nó rồi nó bây giờ nó sợ. Cô diễn viên đầy tài năng mà không lời thoại. Cô lật mặt như lật bánh tráng vậy nè. Thôi đừng nói về tội nghiệp nó. Nghe. Tất nhiên rồi. Bởi vì ta nói sống dù cho ca hát hay là lối sống sao là phải có văn hóa hết mà. Chị ơi, em hát thì em hát trong quán của em. Chứ em có làm gì được kéo ra ngoài đường là giữa đường hát la lên. Ra. Em muốn tập hát phải không? Một là em có lớp nhạc đàng hoàng. Hai là ở trong nhà em đóng cửa lại cho còn em mở cửa về để em thanh lọt ra đóng ngoài cửa đi. Rồi đóng cửa. Rồi đóng cửa đi. Đóng cửa đi. Em mở đi. Mở nhạc lớn lên. Không, mở nhạc vừa phải. Chị mượn cái mic. Đây. Ê, đừng có chơi xấu nha. Đừng có báo văn phòng nha. Cơ gì không có đẹp đó chị dạ. Nhạc đang lên kìa mấy em. Nhạc kìa. Yêu nhau cười lấy nhau về nhà rồi dặn cha rồi mẹ rằng qua cầu tình gió bay tình đánh em nói cho chị dạ anh hỏi mà chị lấy hơi một cái là coi như vợ ông tổ trưởng hát dở nhất vẫn là hạng nhất chị tin không? Bởi vì cho nên kể nó đi mạnh ai đấy hát đi. Phải có văn hóa nha.